Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tuân thủ lịch thời vụ, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất vụ thu mùa năm 2023 đạt kết quả cao. Theo kế hoạch vụ thu mùa năm 2023, Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 114.000 hecta lúa. Trước tình hình nắng hạn trên diện rộng và có khả năng thiếu nước, ngành nông nghiệp đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, linh hoạt điều hành lịch thời vụ, kéo dài thêm thời gian xuống giống, bố trí giống phù hợp với từng vùng, từng chân ruộng, khuyên cáo bà con nông dân chú trọng chọn những giống lúa ngắn ngày, cứng cây ít đổ ngã, tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc 4 đúng, thay thế phân vô cơ theo tỷ lệ phù hợp nhằm giảm chi phí sản xuất. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thủy nông tập trung điều tiết nước đảm bảo cho hoạt động sản xuất đạt kết quả cao. Đẩy nhanh cái việc làm tốt cái công tác điều tiết nước, tăng cường cái việc là khuyến cáo nông dân ứng dụng nhanh các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và tập trung chỉ đạo dứt khoát là gieo cấy hết diện tích. Nếu như những diện tích mà khó có thể là sản xuất lúa thì khẩn trương chuyển đổi các cái cây trồng khác. Hiện ngành nông nghiệp đang phối hợp chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa vụ thu mùa, phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân nắm được diễn biến thời tiết, diễn biến sinh vật gây hại, từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo năng suất chất lượng lúa khi thu hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đề án áp dụng đối với 6 huyện nghèo được phê duyệt tại quyết định số 353 ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Cụ thể gồm các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, huyện Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát. Đề án cũng xác định tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 6.045 hộ. Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 2.472 hộ. Về tiến độ thực hiện, năm 2023 thực hiện hỗ trợ khoảng 40% đối tượng, năm 2024 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng, năm 2025 thực hiện hỗ trợ khoảng 30% đối tượng. Tổng số vốn cần có để thực hiện đề án là 263,08 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp khó khăn, nhiều đơn vị doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp thị trường. Tuy nhiên, toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tạo việc làm mới cho hơn 30.500 lao động, bằng 103% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm đã chứng minh cho sự nỗ lực của các đơn vị doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đồng thời, chính quyền các địa phương cũng đã thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, để giúp người lao động thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã thường xuyên kết nối với doanh nghiệp, cập nhật nhu cầu lao động trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn trực tuyến, tư vấn qua điện thoại. Trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là quý 3 này, thì theo cái dự báo của Trung tâm về cái lực lượng người lao động bị cắt giảm việc làm vẫn đang có cái xu hướng tăng. Chính vì vậy là chúng tôi cũng đang nỗ lực phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để thực hiện tốt cái vấn đề là hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm chống cho người lao động bằng nhiều cái hình thức trên các cái nền tảng xã hội cũng như là trên các cái thông tin mà trung tâm in các cái thông tin pano affiche lớn để cho người lao động dễ tiếp cận. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kết nối tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 58.000 lao động trong năm 2023. Tại Thanh Hóa, mỗi năm có hơn 7.000 bệnh nhân mới mắc ung thư được phát hiện. Thế nhưng điều đáng tiếc là có tới hơn 60% bệnh nhân ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã diễn tiến nặng, di căn. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của y học, ung thư hoàn toàn có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh. Nhiều tổn thương ung thư có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm như ung thư dạ dày, đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, tuyến giáp.
Các bệnh lý ung thư khác nếu được phát hiện sớm cũng sẽ tăng hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo thống kê của Bệnh viện điều trị ung thư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay có tới hơn 60% bệnh nhân ung thư đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 mới được phát hiện khi bệnh đã diễn biến nặng và di căn. Trong cái việc điều trị ung thư ấy, thế thì giai đoạn bệnh là cái yếu tố rất quan trọng trong cái quyết định cái điều trị bệnh ung thư. Nếu như người bệnh mà đi khám tầm soát mà phát hiện ra ở giai đoạn sớm thì riêng mình phẫu thuật thôi, lấy khối u ra khỏi người bệnh thì đã cái hiệu quả điều trị nó đã lên tới 80% hiệu quả điều trị rồi. Các bác sĩ khuyến cáo ung thư có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi và giới tính. Đặc biệt với xu hướng đối tượng mắc ung thư ngày càng trẻ hóa như hiện nay, mọi người dân nên có ý thức chủ động thăm khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ ít nhất một lần một năm. Huyện Quảng Xương là một trong những địa phương có các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm phải hoàn thành cho năm 2023 khá lớn. Hiện nay huyện đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm theo đúng tiến độ. Trong năm 2023, huyện Quảng Xương được giao chỉ tiêu phải xây dựng 16 chuỗi thực phẩm an toàn. Tổng khối lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi phải đạt 27.600 tấn, 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đặc biệt là phải xây dựng thành công 3 xã thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao. Ngay từ cuối năm 2022, huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, phân công thành viên chỉ đạo để thực hiện từng chỉ tiêu và đặt mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý trong năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng xã an toàn thực phẩm cũng được thường xuyên thực hiện. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ cơ sở, các chủ thể tham gia và từ chính người dân trên địa bàn. Tổ giám sát hàng ngày phải liên tục đi kiểm tra và giám sát các hàng hóa, nhất là về khu an toàn về thực phẩm thì phải đảm bảo là có sổ ghi chép hàng ngày về các cái mặt hàng mình đã nhập vào và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn vệ sinh cho tất cả mọi người, trong có cả quý khách và trong đó có cả mình. Theo Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Quảng Xương, hiện các xã thị trấn đều đang tiến hành các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo đúng tiến độ. Ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu xã an toàn thực phẩm nâng cao, huyện Quảng Xương phấn đấu đến cuối năm 2023, 90% sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài huyện đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, 100% bếp ăn tập thể của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ăn uống đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm. Tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây, cử tri một số xã của huyện Nga Sơn phản ánh, năm 2022, nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn kêu gọi người dân góp vốn ban đầu với mức từ 4,5 đến 5 triệu đồng một hộ để đấu nối đường nước sạch. Người dân không biết hình thức góp vốn này có được chia lợi nhuận hay không. Bên cạnh đó, sau khi đào đường để chôn đường ống, nhà máy chưa hoàn trả lại mặt bằng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Qua tìm hiểu được biết, năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN1 được chấp thuận xây dựng nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn có tổng vốn đầu tư 72 tỷ đồng, cấp nước cho 8 xã của huyện Nga Sơn. Năm 2022, nhà máy đã phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai tới người dân. Nhà máy cũng đã gửi thông báo thu tiền ban đầu để các xã thôn thông tin cho người dân. Quyết định số 131 ngày 2 tháng 11 năm 2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn của Thủ tướng Chính phủ quy định, cho phép doanh nghiệp huy động nguồn vốn từ cộng đồng. Trên thực tế, nhà đầu tư đã thỏa thuận công khai với người dân huy động từ 4,5 đến 5 triệu đồng một hộ để cùng nhà máy đầu tư đường ống, lắp đồng hồ, bảo dưỡng đường ống. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022, nhà máy đã thu tiền đấu nối ban đầu của gần 5.000 hộ dân, có hợp đồng ký kết giữa hai bên. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2023, nhà máy chính thức đưa nước sạch đến các xã đúng tiến độ. Nhà máy cũng đã hoàn trả được mặt bằng cho 5 xã, hiện nay còn 3 xã chưa hoàn trả xong mặt bằng. Công ty cũng đã thi công đồng bộ, đến đâu thì cuốn chiếu đến đấy. Tuy nhiên là trong quá trình thi công vì trải dài trên địa bàn 8 xã, các đơn vị thi công xong công tác cắt lắp đặt đường ống và sau đấy quay lại hoàn trả. Một là mục đích đảm bảo cho cái nền đất được cứng đảm bảo hơn, sau khi hoàn trả thì sẽ đảm bảo chất lượng cho chính quyền địa phương. Việc nhà máy thu tiền đóng góp của các hộ dân là theo chủ trương xã hội hóa về nước sạch, trên nguyên tắc tự nguyện thống nhất giữa doanh nghiệp và người dân. Hiện nay huyện Nga Sơn đang chỉ đạo nhà máy khẩn trương hoàn thành lắp đặt số đường ống còn lại và hoàn trả mặt bằng trong tháng 7 năm 2023.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.